À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang lý của Bình Xương. À, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em trong suốt một thời gian qua. À, với những cái đại dịch khó khăn của một năm cũ qua đi, một năm mới đã đến, thì luôn kính chúc các bác sức khỏe dồi dào và sự như kỳ sự như mơ, an khang thịnh vượng. À, xin thưa bác là ngày hôm nay là cái kính Mavic H bọc vàng của Đức Quốc xã xưa, được sản xuất ra thập niên 1950-60. À, cái dòng này thì em về rất nhiều, bởi vì là trong suốt thời gian là 7 năm qua triển khai trên kênh YouTube, đặc biệt là bán tại nhà, cũng như ngoài thị trường Trinh, là hơn 2 năm khẳng định giá trị thương hiệu rồi. Thì ngày hôm nay là em cũng chỉ lướt qua nhanh thôi. Mavic CS nhé, Đức Quốc xã xưa này, bọc vàng nhé. Cái dòng này về rất nhiều, mỗi lần về riêng cái dòng Mavic CS thôi thì em về là ít nhất phải trên chục cây, và mỗi cây có giá khác nhau, là chênh nhau từ vài trăm đến vài triệu, tùy theo độ mới độ đẹp của kính nữa, sản phẩm bảo như thế nào, ra làm sao được rõ ràng ngay từ ban đầu. Ở cầu giữa thì nó có chữ Optima 18 micron, bọc vàng, kính nguyên di toàn bộ nhá. Mắt thủy tinh hơi váng dầu chút xíu. Càng phải số 135. Càng trái là Mavic 135. Càng trái Mavic 135. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video, kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Hình thức bán thời gian hàng đều ghi bên dưới video. Cái kính này có giá là 14.800.000 hay là 14.800k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn khẩu, bác yên tâm về mặt giá cả và chất sản phẩm. Về thức mua bán và thời gian bán hàng đều ghi dưới video, thời gian cực kỳ thoải mái từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác gọi điện thoại trước tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em bận công việc riêng đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Nếu bác đến điện thoại trước thì em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Đây là địa chỉ kênh kính của Kính Xưa duy nhất, ngoài ra không có chi nhánh nhé, bởi vì ngày rất nhiều lượng xấu là đã giả danh trang kính của Kính Xưa, cũng như là bán tại trong miền Nam, một số tỉnh cũng giả danh lên lưu kính vài cái, vài chục cái, thì kèm theo bán hàng trà trộn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bán hàng Macau, Hồng Kông, Trung Quốc trà trộn vào, rất nhiều bác đã dính về hàng giả, nhái trong cái chiêu thức của đối tượng xấu đó như thế. Đây là cái kính Mavic CS sản xuất tại Đức thập niên 50-60, bọc vàng, có giá là 14.800.000. Thì trong cái đó những hàng giả, hàng nhái thì bác có thể thấy được rằng là nó giấu địa chỉ, giấu số điện thoại, tức là nó đăng lên thì nó sử dụng cái chiêu thức là số điện thoại là tam quý tứ quý, nhưng không bao giờ nó ghi địa chỉ, nó giấu địa chỉ đi đấy, rồi lại mua bán là hẹn ở đường này, hẹn cà phê này, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư này, rồi có người bị dính là địa chỉ là Hồ Lan Bá này, Hồ Bãi Cát này, xong rồi Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, đấy là một số cái địa chỉ mà đối tượng xấu, tức là nó hẹn cái địa chỉ công cộng cộng đồng nhá, rồi nó không bao giờ nó hẹn tại nhà đâu. Thì chính vì thế là em bảo là tại sao là mua bán là mục sử tại nhà để làm sao mà em bảo là chính là vì nó đó đấy, mà nó phải rõ ràng ngay, vì những đối tượng đấy là thuê đứa con gái bán trên live trên mạng xã hội, sử dụng chiêu thức số tam quý tứ quý, rất nhiều anh em đã bị dính đấy. Và cái kính này có giá là 14.800.000 hay gọi là 14.800k. sản phẩm bán ra luôn luôn được qua chất qua test toàn cầu trên toàn khẩu, bác yên tâm về mặt giá cả và chất sản phẩm. Các bác biết là kênh của em triển khai là hơn 7 năm mà chỉ có hơn 2.000 đăng ký kênh, mà trong khi đó những kênh kia mà nó triển khai cái vòng 1 năm, năm dưới 2 năm đã hơn 10.000, hơn 20.000 người. Thậm chí là một sau thời gian nó lại lập sang trang khác, kênh khác lên rất nhanh, lên vù, đó là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing và sale để like, để view. Các bác hết sức cảnh giác và cảnh giác cao độ luôn, không phải sẽ bị dính phải những chiêu thức của nó. Mavic CS Đức Quốc xã xưa giá 14.800.000 hay còn là 14.800k. Một lần nữa rất cảm ơn bác đã dành thời gian xem video em vừa dài thôi. Bác nào còn chưa kênh em đăng ký kênh, hoặc đỏ các phải bên dưới video mới gửi được quả chuông, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn tút luôn vào ngay đến điện thoại cho nóng, để lâu lâu nguội lạnh vì trời mùa đông rồi, nhanh lạnh đến tối. Vâng, xin chào.